không may rơi từ tầng 24 chung cư Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ tối nay ngày 19 tháng 4, nhiều người dân sinh sống tại chung cư Xuân Mai Complex, Yên Nghĩa, Hà Đông bàng hoàng khi phát hiện một em bé đã rơi từ tầng cao xuống đất. Xảy ra quá nhanh nên chưa xác định được chính xác thời điểm em bé rơi xuống đất. Nhiều người dân tại đó cho rằng em bé rơi từ tầng 24 của tòa chung cư. Hiện xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, nhưng theo quan sát có vẻ như em bé đã không qua khỏi. Cũng vào thời điểm cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Theo thông tin người dân chia sẻ thì em bé này là bé gái và là con trong một gia đình mới chuyển đến thuê tại chung cư này. Sự việc đáng buồn này xảy ra lại một lần nữa nhắc nhở về việc bảo vệ trẻ em trong khu vực chung cư. Thông tin gửi từ hiện trường của phóng viên Trạm Tin.